anh chơi ngộ không anh quật luôn Caroline nha em. Đây rồi, trốn đây đúng không? Úi dồi, trốn này, xong chưa? 8 kill này, thích trốn không? À, quần máu cái đã anh em ơi. Hình như là mình nghe tiếng là ở ngoài đã còn người à? Đâu rồi? À đây. Tưởng ở đâu cơ thì ra ngay đây à? Úi dồi, úi dồi. Làm sao hả? Vỡ đầu. Số nhá, 3 thằng nữa anh em ơi. Ui, lại còn người cơ à? Ghê vậy. Anh em chơi dồn dập thế này, kẹo sao chơi nổi được. Mua nick Free Fire lên quân, tới ngày sục sĩ kẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của sĩ kẹo nha anh em ơi. Mới vào đầu game chúng ta có luôn một cây M60 nè mọi người. Trên tầng có luôn một đứa nha anh em ơi. Xem chuẩn bị là lên trên và vả nó luôn quân nào. Hello anh em, một ba lô 2 này. Khá là ngon anh em. Hello, đây hả? Ui, la luôn, vãi trưởng. Vâng, như vậy là kẹo vừa lượm được thêm một cái giáp level 3 anh em ơi. Một mạng đầu tiên hết sức là đơn giản phải không nào mọi người. Ok này, chúng ta sẽ cuốn full cây máu cái đã. Tinh em sẽ chơi game tự tin hơn rất là nhiều nha anh em. Let's go. Chắc là xem như nào xuống phía dưới thôi nha mọi người. Ở đây thì kẹo là chưa thấy còn ai nữa cả này. Combo súng kẹo đang sử dụng đó là một cây Scar với lại một cây M60. Chúng ta sẽ có thêm đó là một cái chảo nữa che mông. Đấy, nhớ đâu là địch bắn vào mông thì không bị lủng mông phải không mọi người. Ok, nhân vật ngày hôm nay kẹo đang chơi là nhân vật ngộ không. Lâu lắm rồi thì kẹo mới chơi lại cái con nhân vật này nha anh em. Ơ, vãi trưởng này làm sao? Làm sao hả? Uầy, vỡ đầu. Vứt tâm thì hết sức là nhẹ nhàng và kẻ địch thì cũng đã lên bảng đếm số rồi. Đây, lượm xác nó nào. Uầy, có thêm được vài túi máu khá là ổn. Bây giờ thì kẹo đang có đó là 6 túi máu rồi nha anh em. Ok luôn. Và combo súng hiện tại mình thấy đã ổn hơn lúc nãy rất nhiều. Chúng ta có một cây P90, chúng ta có một cây Scar luôn. Và mình nghe đâu đó là có tiếng chân mà ta. Hello, hello. Có ai ở đây không vậy? Chưa thấy ai cả này. Uầy, vãi trưởng. Vỡ đầu luôn, 3 kill rồi. Ngon lành cành đào luôn này. Ok nhá, chuẩn bị là 200/200 máu nha anh em. Full cây rồi nhá. Nào, và thanh niên có luôn được MP40 này. Rất là đã luôn phải không mọi người. Ê, vãi lúa, phía dưới cũng có người cơ hả? Rồi nhá, mấy đứa chuẩn bị tinh thần đi. Bây giờ là anh sẽ qua anh xử luôn các chú này. Hello. Nào, người đâu cả rồi nào? Hello. Uầy, mình hello mà chúng nó không thèm hello lại mình luôn. Đúng là chảnh chó quá nhở. Để coi nào. À, sau ghế à? Chơi liều luôn nha anh em ơi. Tầm này là kẹo không có băng keo này. Xông vào, xử nó này. Uầy, cẩn thận nha em ơi. Xanh mộ luôn, thanh niên lên bảng điểm số. Và kẹo lúc này chỉ còn lại 54 máu luôn. Công nhận là anh em thì căng không ạ? Căng phết đấy, không phải là căng bình thường đâu nha. Rồi nha, cuốn cho nó full cây đá nha mọi người. Và ok, một cái giáp chống nổ. Quá là ổn luôn. Ngon lành chứ lại. Vậy là hiện tại kẹo đã có được mũ 3 này. Chúng ta có giáp chống nổ này. Chúng ta có 3 lơ 3 này. Đủ phê chưa anh em ơi? Hay là các bạn bảo là không phê nữa đi thì đúng là mình cũng chịu thua với anh em luôn nhá. Ok này, đồ đạc vô cùng là ngon, đạn dược các thứ đầy đủ này. Ui, vãi lúa, làm sao? Yes, thằng bé lên bảng điểm số luôn. 5 kill dành cho kẹo trong tình huống này nha các bạn ơi. Và có một cái vấn đề nữa đó là hiện tại thì mình không hề có quả bóng keo nào. Mình không hề còn trái lựu đạn nào luôn, phải nói là rất là khó khăn phải không anh em ơi. Ơi, mà bom keo nó là một thứ vô cùng là quan trọng trong tựa game Free Fire. Nên là có lẽ là trận này để sống dài là cũng hơi bị căng đây. Nếu như mà kẹo không kiếm được thêm bom keo thì rất là mình sẽ có thể là sanh mộ sớm luôn anh em ơi. Ê, anh em thì căng không? Vậy là còn lại 17 người trận đấy nha anh em. Xem như nào cố gắng lượm thêm bom keo cái nhở. Phía trước nó chỉ là một cái hòm xác thôi, vậy mà kẹo lại cứ ngỡ là người cơ. Đấy, chán thế không chứ lại anh em ơi, mắt với chả mũi. Sợ này chắc là mắt với mũi toàn chuyên để ngắm gái không, không để ý game gì cả. Thế này thì chết dở lên anh em ơi. Ten ten. Rồi nha, chúng ta có 6 túi máu này. Đủ ngon chưa anh em ơi? Xem như nào lên trên cái nhở. À đây, chúng ta có cây nấm ba củ này. Ăn luôn anh em ơi. Full cây rồi nha. À đâu, cây nấm ba củ thì nó chỉ hỗ trợ cho anh em đó là tăng thêm 100 EP thôi. Làm sao mà có thể là full EP được. Đấy, chỉ có khi là anh em ăn cây nấm linh chi thì mới full được 200 EP thôi nha mọi người.
Ten ten. Hello. Uầy, mình nghĩ là không cần thêm máu nữa đâu. Cơ bản là máu đang rất là nhiều rồi. Để nhiều đạn bắn cho nó sướng anh em ơi. Chắc gì là trong cái ván đấu này Kẹo đã xài hết 6 túi máu nhỉ. Vâng, 14 người chơi nữa. Ai, phía dưới là có một con sen nổ à. Bên trên không biết là tình hình như nào. Hiện tại thì mình đang lượn lờ qua vị trí này là vị trí thung lũng nha anh em ơi. Nghe ngóng tình hình xem như nào để còn không biết là tính lên trên hay là chạy xuống dưới nhở. Thôi thì có lẽ là chúng ta nên lên trên đi anh em ơi. Chạy hướng lên phía cổng trời đi. Như này mình có cảm giác là kiếm người nó dễ hơn anh em ơi. Chứ còn chạy xuống thung lũng tầm này thì có lẽ là khả năng cũng chẳng có ai cả. Ơ, vãi, cái gì đấy hả? Coi chừng cái đầu nha em ơi. Thanh niên này lại láo với Kẹo rồi, ok. Xem là có vỡ đâu không nhá. Ui, mình đang xài cái ống ngắm nhiệt phải nói là khá là khó chơi anh em ơi. Khẩu độ 4x nhưng mà zoom không thấy đầu nó được. Đấy, nó hơi khoai anh em ạ, hơi khó tí. Phải trưởng thật. Thế này thì căng vậy ai chơi? Căng vậy ai chơi nhở? Ui, ui, bắn thế mà không trúng đầu luôn này. Thôi xong, máu mình ngày càng ít đi rồi anh em ơi. Chơi với cái thằng này tốn máu thế chứ lại nhở. À mà quên không giới thiệu nhờ, cái bộ trang phục hiện tại mà Kẹo đang mặc đó là bộ trang phục mãnh hổ. À đâu, bộ trang phục mãnh sư nha anh em ơi đấy. Mình hay gọi là mãnh sư hổ. Quần què. Đơn giản là nhìn cái video giới thiệu trông nó giống kiểu như là võ sư hổ vậy anh em. Uầy, thôi anh ơi, em sợ quá. Sợ quá thật. Ngồi kia mà nhây với thằng kia thì có lẽ như là anh em rất là dễ sanh mộ. Thế nên là thôi, bây giờ này bật tính năng ngộ không lên, chạy lên trên lách nó để cứu nó anh em ơi. Ơ, hình như là thằng bé thấy mình rồi, nó vừa chạy qua thì phải. Vãi men, chạy qua thật à? À ok ok ok, anh thấy chú rồi nhá. Được rồi, chú canh anh sau cái trụ điện kia đúng không? Ok thôi, bây giờ anh với chú sẽ đứng solo ở đây. Nghe có vẻ là dễ hơn lúc nãy nhiều anh em ơi. Lúc nãy kiểu đứng sau cái trụ của biển quảng cáo thốn vãi trưởng luôn này. Nhớ làm sao? Làm sao? Solo không? Chú nghĩ là anh sợ chú đấy à? Ui vãi, thêm một con xe nữa cơ. Thế đi kinh rồi. Thế đi kinh rồi anh em ơi. Xem như nào, lên thẳng ở trên đi. Không thẳng ở dưới nó móc lên thì vãi hàng. Cái đậu xanh này, vỡ đầu chưa? Mày tính chơi mất dạy với anh à? Thế là lại thêm một bạn nữa lên bảng đếm số anh em ơi, thấy đắng lòng thanh niên không nhở? Uầy, rất là nhiều những cái trang bị ngon luôn nha anh em ơi. Ơ mà có một điều là hiện tại thì Kẹo không còn tí máu nào này. Đấy, lượn thêm máu đã. Vâng, lại có 6 tí máu rồi. Lại nhiều máu rồi anh em ơi, thế này thì lo gì nữa hả? Không biết là cái thằng dưới kia nó có lên trên này không nhở? Chắc là không đâu. Xuống xe mày, xuống xe. Nó chạy mất tiêu rồi. Thằng bé, nó không nghe lời mình anh em ơi. Thằng bé nó không xuống xe à? Rồi yên tâm. Ui, vãi thật. Ê, vãi thật, anh ơi, tha em cái. Anh bắn kinh thế em sợ. Kìa kìa, cái xe nó để ngay ở kia kìa anh em. Bây giờ mày chạy thử cái nào, xem anh có bắn nổ xe của chú không nào. Ok ok ok. Tầm này thì Kẹo không thể chạy đi đâu được cả. Có lẽ là sẽ ngồi đây để canh nó thôi anh em ơi. Chạy thì nó vô cùng là bất lợi. Đấy, chạy lên trên hay là xuống dưới đều không ổn này. Xuống xe, xuống xe, xuống xe. À, nổ xe chưa em ơi. Bảo mãi rồi xuống xe không xuống cơ. Cứ chạy cơ, anh xấy cho nổ xe. Đừng có hỏi tại sao nhá. Đấy, thôi xong, thằng bé mất xe. Buồn không em ơi? Buồn không? Nhở? Chắc là buồn lắm, nơi đang có xe ngon để chạy bây giờ mất xe. Buồn chứ lại, anh nghe lại bảo là không buồn đi. Nào bây giờ chúng muốn làm sao? Đứng đâu rồi? À, nó sau con xe tải thì phải. Uầy, anh thì chú rồi nhá. Hai đứa luôn cả. Vãi hàng thật, vãi hàng thật. Đâu rồi em ơi? Chạy qua xử thằng này luôn anh em ơi. À, chú dám giết cái mạng mà anh định giết cơ à? Mất dạy, mất dạy này. Xong luôn thằng bé này. 7 kill rồi. Ây, mất dạy với anh Kẹo không có ổn đâu nha. Thằng bé này tính giết cái mạng mà Kẹo định giết là không có ổn đâu anh em ạ. Rồi nhá. Vâng, mà bọn này thì lại không có ngắm 1x. Nó chỉ có mỗi kiểu ngắm 2x thôi. Nên là xì đà vãi nhờ mọi người nhờ. Thế thôi nên là Kẹo không chơi đâu anh em ơi. Đang xài ống ngắm nhiệt thì dẫu gì nó cũng phê hơn ống ngắm 2x anh em ơi.
ten ten 6 người chơi nữa thôi mà. Trận này xem như nào, cố gắng top 1 luôn anh em nhở. Nào. Hello. Chưa thấy ai ở đây cả luôn anh em này. Ê, các bạn lại trốn đâu cả rồi? Mình lại sợ các bạn quá cơ này. Ten ten 6 người chơi nữa hả? Ơ, mày bay lại thả thính đúng không? Uầy, mình không biết là mình có nên qua thính xem là có gì không nhở. Dạo này thì mình cũng chẳng ham thính lắm. Cơ bản là súng thính thì toàn mấy cái súng mà anh em dạo này anh em ít chơi đi hẳn. Ví dụ như là Goza này, rồi là M249 này, rồi là AWM này. Anh em dạo này toàn kéo tâm thôi, nên là mấy cái đấy thì anh em ít chơi đi hẳn. Đấy. Có thi thoảng ngứa tay cầm M79 thì cũng được đấy. Hay là cái cây pháo cầm tay thì bắn cũng ngon ngon nha mọi người. Mỗi tuần là tầm bắn hơi ngắn nhá. Ê, thế nào vừa gọi drone thính ở ngay phía trên này vậy? À, muốn chết hả? Muốn chết đúng không? Đúng rồi, kiểu này là kiểu muốn chết rồi anh em ơi. Gọi drone thính ngay ở phía này à? Chắc thằng bé ngay trên tầng rồi. Mình đoán là không có sai đâu anh em ơi. Nhảy lốp xe lên trên vả nó luôn này. Mày đang ở trên tầng đúng không? Bây giờ nhá, coi chừng anh nhá em ơi. Hello. À đây à? Đây à? Tưởng gì cơ? Đây à? Đây à? Lại còn chơi Caroline xinh gái nữa cơ. Làm sao? Caroline thì đã làm sao hả? Anh chơi ngộ không, anh quật luôn Caroline nha em. Đây rồi. Trốn đây đúng không? Úi dồi, trốn này, xong chưa? 8 kill này, thích trốn không? À, quần máu cái đã anh em ơi. Hình như là mình nghe tiếng là ở ngoài đã còn người à? Đâu rồi? À đây. Tưởng ở đâu cơ thì ra ngay đây à? Úi dồi, úi dồi. Làm sao hả? Vỡ đầu. Số nhá, 3 thằng nữa anh em ơi. Ui, lại còn người cơ à? Ghê vậy. Anh em chơi dồn dập thế này, kẹo sao chơi nổi được. Vãi hàng. Ghê à nha anh em. Lợn lờ qua phía này xíu này. Lại thêm người nữa hả? Ui, vãi trưởng này. Hầu gái hả đúng không? Thích hầu gái không hả? Này, hầu gái dễ thương này. Ui, nó vừa câu lị qua luôn anh em thì căng chưa? Anh em thì căng thẳng chưa này? Anh em thì căng chưa? Xuống đây em ơi. Xuống đây. Ra ngoài này. Solo không em? À, thằng bé này không thích solo à? Ok. Hình như nó, đúng rồi, nó vừa núp sau thính anh em ơi, nó qua bên này rồi. Ten ten, làm sao? À, sao mà tường à? Slow không em? Sợ anh à? À, anh lại phải sợ chú quá cơ nhở. Kia rồi, đang rút đồ đúng không? Rút đồ này. Cẩn thận cái đầu nha em. Vãi thật, thằng này chạy như hách vậy anh em. Chắc là mạng nó lag hay sao ấy. Mạng mình thì vẫn ổn mà ta. Hello anh em, và chúng ta đang đến với cuộc chiến solo 1v1 giữa kẹo và thanh niên cuối cùng ở trong cái ván đấu này. Khi mà hiện tại thì kẹo vẫn chưa biết là thanh niên đó đang ở đâu cả. Hello. Vậy nên là chúng ta hãy cùng đi tìm thanh niên cuối cùng nha anh em. Bạn đâu rồi? Ra đây solo với mình cho mình đỡ phải đi tìm bạn coi nào. Ok nhá. Hello bạn ơi. Tìm bạn vất vả quá cơ. Bạn tình ơi, ơi bạn tình ơi, bạn hãy ra đây chúng ta solo. Ok ok, chúng ta có một cái ngắm một ít rồi. Ngon quá nhở, à đây rồi. Đây rồi, tìm bạn mãi này. Bạn tình ơi, ơi bạn tình ơi, đừng chạy bạn ơi, chúng ta solo. Làm sao, làm sao, chạy à? Thì chạy không em? Ê, hơi vãi trưởng rồi nghe em ơi, thằng bé ngay sau ok này. Mà kẹo thì kẹo lại không có lựu đạn cơ. Uầy, ok thôi làm sao. Solo với nó anh em ơi, chuẩn bị này. Vãi trưởng này. Yes, vỡ đâu. 12 kill tới 1 nào. Ăn mừng thôi anh em. Wow. Yes, tới 1. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha.